Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem trên YouTube của tất cả anh em. Thì vừa mới đây có một thông tin nóng liên quan đến câu chuyện của Hồng Loan cùng với cô Sáo Hồng Nhung, cũng như là cái câu chuyện mà cô Sáo đã đâm đơn kiện Hồng Loan ra đến gọi là Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận. Thưa quý vị, thì rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm, bởi vì vừa mới đây thì Hồng Loan đã thông báo một sự kiện được rất là nhiều cô chú anh chị gọi là đón nhận, cũng như là đưa ra một số những cái lý do xung quanh cái câu chuyện mà 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sắp đến. Thưa quý vị, thì Hồng Loan đã vừa một cái thông tin khá là nóng và cũng khiến dân tình khá là bất ngờ, liên quan đến cái buổi gọi là 100 ngày mất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể thì cái thông tin như sau. Thời gian thấm thoát đã hơn 3 tháng kể từ ngày là ông Hoàng cải lương hồ quảng Vũ Linh về với đất Phật. Sự ra đi của giọng ca 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm đã để lại thương tiếc vô vàn cho giới mộ điệu. Những người đồng nghiệp và đặc biệt là những người thân trong gia đình là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cảm xúc của Hồng Loan có phần xúc động hơn cả khán giả mến mộ ba của mình. Ngày chứng kiến quan tài dần vùi lấp dưới lớp đất, cô đã khóc nấc, khóc nghẹn, đứng không vững, tưởng chừng như đã ngất lịm trong vòng tay của chị Nga, đó chính là trợ lý của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mới đây thì trước khi 100 ngày mất của ba thì cô đã có một cái bài viết chia sẻ trên trang cá nhân với thông tin buổi lễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một điều mà khá đặc biệt khiến cho một sự bất ngờ rất lớn dành cho những người hâm mộ, những người gọi là yêu mến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là cái sự kiện này nó sẽ không được diễn ra tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Loan trên trang Facebook cá nhân vừa mới viết một cái nội dung liên quan. Theo đó thì lễ 100 ngày cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Hồng Loan đã gửi lời mời đến những cô chú, anh chị em, khán giả yêu thương ba là sẽ đến thắp nhang một nén nhang cùng hồi tưởng về một người nghệ sĩ tài hoa đức độ. Bên dưới bài viết thì cô nhận được khá nhiều những bình luận cũng như là động viên, cũng như là nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, lạc quan, hoàn thành di nguyện, luôn sống hạnh phúc của ba. Đây là một điều mà Thanh Nguyên thấy rằng là khá là tuyệt vời, bởi vì đó nó đáp ứng được những cái điều kiện. Là cái thứ nhất đó là đến một nơi ngay phần mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bên cạnh đó thì Hồng Loan còn mời tất cả những người yêu mến ba của mình, là không loại trừ bất kỳ ai, là những khán giả tất cả các nơi, từ tất cả những cái vùng miền, từ các tỉnh thành, có thể quay trở về Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương để mà tham dự buổi lễ 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng ta được biết là khi mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời đó thì rất nhiều những cái gọi là cái tình cảm khán giả đã dành cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nào là cô ở gọi là Đồng Tháp, chú ở đến tận gọi là An Giang, dùng miệt thứ Kiên Giang cũng quay trở về Sài Gòn để mà tiễn đưa linh cữu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bởi vì những cái tình cảm yêu thương họ đã dành cho một cái gọi là cái một người nghệ sĩ tài hoa và đức độ. Thưa quý vị, nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta được biết là những cái lùm xùm xung quanh cái vấn đề gọi là chia tài sản đó, nó để lại một trong những cái điều không đẹp, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái uy tín danh dự của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khi mà cái vấn đề gọi là kêu gọi từ thiện nó không được gọi là minh bạch cho lắm. Trước khi sinh thời, cái thời mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn sống đó, thì ông ấy đã làm từ thiện rất là nhiều, và là gọi là một cách âm thầm lặng lẽ và không muốn ai biết đến những cái việc làm từ thiện của mình. Nhưng mà đến ngày cuối đời của ông ấy, khi ông ấy qua đời thì xảy ra những cái câu chuyện gần đây, có người đã kêu gọi từ thiện một cách gọi là công khai. Bên cạnh đó là quá cái ngày, như là Hồng Loan đã vừa mới chia sẻ đó quý vị, là cái theo cái mục tiêu đó, mục đích đó, ban đầu chỉ gọi là kêu gọi từ thiện đến hết ngày 25 tháng 3 thôi. Nhưng mà sau cái ngày đó thì Hồng Loan bỗng dưng phát hiện các một số cá nhân này họ vẫn còn cái mục đích gọi là kêu gọi, không biết là có trục lợi bị bên đó hay không. Và hiện tại thì chưa biết rằng là các cái nhân vật này có gọi là tự nguyện công khai
hay là sẽ đợi chờ từ phía cơ quan chức năng họ vào cuộc thì họ mới công khai những cái số tiền liên quan đến cái vấn đề gọi là kêu gọi này. Thưa quý vị, những ngày qua thì những ồn ào kiện tụng tranh chấp tài sản với cô Sáo Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ, phần nào ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe của Hồng Loan. Hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, các thành viên trong gia đình hòa thuận lại để nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có thể ngậm cười nơi chín suối. Điều này thì có lẽ rằng là những cái fan, những người hâm mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh họ rất mong muốn. Họ mong muốn một cái điều đó chính là khi mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời rồi thì những cái điều tốt đẹp, những cái ồn ào xung quanh, đặc biệt là những cái thông tin mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ông ấy thì phải được lắng xuống. Và khi mà một ngày đó chính là 100 ngày của ông ấy chưa đến nữa thì có thể thấy rằng là sóng gió liên tục ập đến và khiến cho rất là nhiều người, thậm chí họ đã đến trước mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, họ đã bật khóc. Họ đã bật khóc ngay tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để mà có thể nói rằng là kêu gào lên những cái điều mà cô Sáu là người em gái, rồi là chú Bảy là người em trai ruột, Hồng Phượng là đứa cháu gái luôn miệng nói là con rất là thương cậu, con rất là yêu cậu, em rất là thương anh. Nhưng mà lại cái làm một trong những cái điều mà có thể nói là khiến cho xã hội lên án, đó chính là tranh giành tài sản với đứa con gái mà của người anh mà họ đã từng gọi là yêu mến và giúp đỡ họ rất là nhiều, trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện, nào là năm căn nhà, nào là cho đến cả ngàn lưỡng vàng mà cô Sáu Hồng Nhung đã có thể nói là được cậu Năm Vũ Linh đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà bao nhiêu đó thì nó cũng chưa đủ. Đến ngày hôm nay khi cậu qua đời thì dường như là cô Sáu này vẫn tiếp tục mong muốn cái tài sản của người anh của mình sẽ phải thuộc về mình. Đó là cái điều mà khiến cho xã hội lên án trong thời điểm hiện tại. Nhà cô chú anh chị, thì cái thông tin mà khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ và cũng là một trong những cái điều mà khiến cho quý vị khán giả từ đầu câu chuyện đến giờ cũng gọi điện cho các anh em rất là nhiều, nói rằng là Hồng Loan cần phải lưu ý, bởi vì cái vấn đề xảy ra đến cái câu chuyện 100 ngày, nếu như mà Hồng Loan hiện tại đó là tổ chức tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khán giả lo lắng cho rằng là nó xảy ra rất nhiều những câu chuyện, bởi vì Hồng Loan hiện tại đó đã đuổi cô Sáu cũng như là Hồng Phượng ra khỏi nhà rồi. Nhà đó bây giờ là thuộc quyền sở hữu của Hồng Loan rồi. Và nếu như tổ chức ở số 5 Đoàn Thị Điểm của Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thì khả năng cao là cái sự xuất hiện có đầy đủ các nhân vật như là cô Sáu nè, chú Bảy nè, chú Sài Thành, rồi là Hồng Phượng, rồi vân vân các kiểu, những người mà đã cùng cái băng nhóm đó họ sẽ đến, và nhiều người lo lắng rằng họ sẽ dàn dựng một kịch bản nào đó rồi ăn vạ vân vân. Bởi vì là trước đó thì họ ở đó và cũng sẽ có phòng riêng, và Hồng Loan đã từng nói rằng là trong các xác của ba Vũ Linh đó có đến gọi là 13.000 USD. Nhưng mà khi gọi là ba mất thì Hồng Loan đã lấy ra khoảng 5.900, khoảng 6.000 USD, còn cái số tiền còn lại thì bỗng dưng biến mất, nó gọi là không hiểu lý do. Thì trong căn nhà đó thì chúng ta được biết là chỉ có những người nhà mới có thể gọi là mở két sắt được, có thể vào ra liên tục được, chứ còn ai mà có thể gọi là vào trong đó để mà lấy những cái khoản tiền này. Bên cạnh đó là những cái gọi là cái trang sức, là đồng hồ, dây chuyền, những cái trang sức của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã từng đeo trước khi ông ấy mất. Thì ông Lan cũng nói rằng là bây giờ là không biết ai là quản lý luôn. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng chỉ có những người thân cận, những người đã tiếp xúc tại cái thời điểm mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời thì họ mới có thể giữ được những cái vật trên người của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cho nên nhiều người lo lắng rằng liệu rằng 100 ngày này các nhân vật này họ sẽ đến số 5 Đoàn Thị Điểm, tới nơi cái căn nhà đó mà họ đã từng bị Hồng Loan đuổi ra rồi đổi ổ khóa, thì liệu rằng họ có những cái kịch bản gì để mà ăn vạ đến cô gọi là Hồng Loan hay là không, gây khó khăn đến Hồng Loan hay là không. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Hồng Loan vừa thông báo một cái tin cũng khá là nóng, khá là chấn động, khá là thú vị, bởi vì cô ấy đã không làm
cái gọi là cái ngày 100 của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại số 5 Đoàn Thị Điểm. Mà theo thông báo thì cô ấy sẽ làm tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Và thậm chí là cô ấy thông báo mời tất cả những ai yêu mến ba mình, có nghĩa là toàn bộ những khán giả trong và ngoài nước, hoàn toàn chúng ta có thể đến tham dự cái buổi lễ 100 ngày này tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì mình nghĩ rằng là ngày 12 tháng 6 này sẽ là một ngày mà có thể nói là rất là nóng, rất là đông tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Bởi vì chúng ta có thể thấy là những cái tấm chân tình, những cái sự yêu thương của khán giả đã dành cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh dù mấy đã qua đời. Và hiện tại cái sự đó, cái sự yêu thương đó nó được gọi là nhân đôi lên. Bởi vì người ta gọi là muốn có thể nó bảo vệ đứa con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bởi vì gọi là những người thân trong gia đình có cái động thái là muốn tranh giành cái vấn đề gọi là liên quan đến tài sản và tiền bạc. Nhiều người cho rằng là trước đây đã ăn gọi là chưa đủ hay sao, ngày hôm nay khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã qua đời mà họ còn chưa tha nữa, lòng tham gọi là không đáy đó cô chú anh chị. Nhưng mà khi mà cái câu chuyện mà Hồng Loan đã thông báo rồi là sẽ được diễn ra lúc gọi là 12 giờ vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, thì tất nhiên ngày hôm đó sẽ là một ngày rất nóng. Không biết rằng liệu rằng là cô Sáu, chú Bảy khi mà nghe cái thông tin này thì họ sẽ có phản ứng như thế nào, liệu rằng họ sẽ có đến Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương để mà tham dự cái buổi này hay không. Nhưng Thanh Nguyên tin chắc rằng là rất nhiều cô chú anh chị trong và ngoài nước đó họ sẽ đến tham dự tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương ngày 12 tháng 6 rồi. Đó là ngày 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là một ngày có thể nói là có rất nhiều những cái sự kiện nóng. Tất nhiên rồi thì em cùng với một số các anh em nữa cũng sẽ có mặt để mà cập nhật những cái tình hình tình tiết mới nhất để mà gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiền theo dõi. Và cái sự lo lắng của rất nhiều người khán giả thì ngày hôm nay khi mà nghe Hồng Loan chia sẻ đó thì có ra rằng quý vị cũng đã yên tâm một phần, bởi vì họ sẽ không có mặt tại Đoàn Thị Điểm đâu. Đoàn Thị Điểm là Hồng Loan bây giờ là đổi ổ khóa rồi, họ cũng không vào được, chỉ có thể đến Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Và tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương thì sẽ không có cái câu chuyện là họ sẽ phải dàn dựng cái kịch bản gì để có thể gọi là gài bẫy Hồng Loan được. Thưa quý vị, nhiều người còn cho rằng đó là cái sự kiện tụng ngày hôm nay nó được diễn ra đó cũng chỉ là một cái gọi là cái kịch bản, mà cái mục đích cuối cùng của cô Sáu cũng chỉ là muốn gọi là hòa giải thôi. Cô Sáu cũng chỉ muốn là nhờ pháp lực can thiệp để mà hòa giải với Hồng Loan để đưa ra một cái thỏa thuận nào đó trong cái vấn đề là những khối tài sản mà Hồng Loan đã gọi là sang tên rồi. Bởi vì cô Sáu cho rằng là cô Sáu sợ Hồng Loan sẽ bán đi những cái khối tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại, đặc biệt đó chính là cái nhà từ đường. Bởi vì cô Sáu cho rằng là Hồng Loan không phải là con ruột, mà đã không phải con ruột rồi thì khi mà thừa hưởng rồi đó, nó có danh chính ngôn thuận rồi đó, thì nó có bán đi hay không mình không biết. Cô Sáu chia sẻ là như vậy. Còn riêng Hồng Loan thì cô Hồng Loan cho rằng đó, cô Sáu là chơi cờ bạc rồi, có gọi là cái tiểu sử là cờ bạc rượu chè vân vân theo trai để mà báo gọi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gọi là 5 căn nhà cả ngàn lượng vàng rồi. Thì liệu rằng lần này đó, nếu mà cô Sáu đứng tên nữa thì có bảo đảm rằng là cô Sáu không bán luôn cái nhà từ đường không? Thì đó là những cái vấn đề tranh cãi khác nhau liên quan đến hai cái thông tin khác nhau của gọi là hai bên, đặc biệt là từ phía cô Sáu cũng như là Hồng Loan. Nhưng về phía chúng ta có thể thấy là về mặt về tình về lý, đặc biệt là vấn đề câu chuyện gọi là giấy tờ pháp lý, dường như Hồng Loan đang gọi là cửu trên rồi, thắng đến gọi là 90% rồi. Kể cả là những người hâm mộ đến giờ phút này thì họ cũng ủng hộ Hồng Loan hết mình. Đặc biệt riêng về cô Sáu thì có lẽ rằng theo người đánh giá đó, cô ấy cũng giữ trong mình một cái thông tin, một cái dữ liệu gì để mà tự tin rằng mình chiến thắng thì cô ấy mới có cái động thái là gửi đơn đến kiện, chứ không ai mà biết rằng mình thua mà đi kiện hết chứ cô chú anh chị. Và cái thứ hai đó chính là khi mà cô ấy đi kiện đó cũng sẽ có những người tư vấn pháp lý, đặc biệt đó chính là luật sư. Chúng ta còn phải chờ đợi những cái thông tin mới nhất từ phía tòa án và thông báo như thế nào liên quan đến cái vụ kiện tụng này, bởi vì không đơn giản với cô Sáu đâu, không đơn giản với cô Sáu đâu. Nếu mà cô ấy không có nắm phần thắng trong vụ việc này
thì có lẽ rằng cô ấy sẽ không khởi kiện đâu, bởi vì cô ấy là người bắt đầu và chính cô ấy là người đầu tiên khởi kiện. Cho nên chúng ta gọi là cứ nên bình tĩnh và chờ đợi một số những cái thông tin tiếp theo, những cái thông báo từ phía Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận để mà xem xét trong cái vụ việc này. Thưa quý vị, thì mọi thông tin mới nhất em cũng sẽ cùng với các anh em liên tục cập nhật để mà gửi đến cho tất cả các chú anh chị, đặc biệt đó chính là ngày 12 tháng 6 này. Ngày hôm nay đã là ngày 10 tháng 6 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thì cũng sẽ đến cái ngày 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì các anh em cũng sẽ gọi là cố gắng có mặt cập nhật tình hình, đặc biệt là ngay cái lúc 12 giờ thì là sẽ diễn ra lễ 100 ngày. Không biết rằng ngày hôm đó là cô Sáu nè, chú Bảy nè, Hồng Phượng có đến Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương tham dự hay là không, và nếu như đến, sự chạm mặt này nó sẽ diễn ra như thế nào, đặc biệt là đối mặt với dư luận, đối mặt với khán giả, thì cô Sáu cũng như là Hồng Phượng cho đến là chú Bảy sẽ phải gọi là đối mặt cũng như là trả lời như thế nào với những cái việc làm, với những cái lời nói, với những cái hành động của mình đã làm đối với người con gái của em ruột của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thanh Nguyên cùng với các anh em cũng sẽ liên tục cố gắng cập nhật để tình hình đến tất cả các chú chị chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.